Thì được. Nhưng mà nè, để ta lấy vốn lại cái đã, rồi từ từ á âm thầm chuyển nhượng cho. Ok. Chừng nào có chuyển nhượng mày nhắn cho tao biết trước nha. Hai ông tính cho nhiều vô, lạng quạng bị dắt mũi hồi nào không hay ta. Nè, ai dắt mũi ai tới lúc đó sao biết. Thôi ăn đi, vô vô vô. Ừ. Đi em. Thức ăn ở đây ăn ngon ghê á. Tới rồi anh, tới. Đây nè. Em không sao đâu. Em trả mũ cho anh nè. Khóa cửa rồi. À, hay là anh kiếm chỗ nào cho em nghỉ tạm. Giờ này người ta ngủ hết rồi. Nha. Đi kiếm chỗ ngủ hả? Ừ, đi. Em cài cho. Em. Ra rồi em. Tạm đây đi. Ờ, thôi kỳ lắm, sao đi vô được? Có gì đâu mà ngại. Còn hơn là mình phải lang thang suốt đêm ngoài đường. Anh biết sao? Em chưa bao giờ đi vô mấy cái chỗ như vậy hết. Con gái mà đi vô trong đó người ta đánh giá chết luôn á. Không sao đâu, chỉ là một chỗ ngủ tạm thôi mà. Hiện tại bây giờ em đâu còn chỗ nào để về. À, anh à, em nhớ rồi, em còn một chỗ để về, anh chở em đi nghe, em chỉ đường cho. Anh cho em mượn điện thoại chút xíu được không? À. Nhiều nút quá vậy em bấm số đâu. Số nằm đây nè. Dạ. Mày xuống mở cửa giùm tao được không? Mày đi đâu rồi mà về gì trễ vậy? Ừ, tại tao đi về khuya quá cho nên nhà trọ bên tao đóng cửa rồi. Mày cho tao ngủ nhờ một đêm nha.
Ai Mai? Anh Hồng. Đi đâu vậy trễ, kêu mở cửa nó vô ngủ nhờ. Con này quá đáng thiệt. Để tao đi với mày. Thôi anh đi về đi, khuya rồi. Ngày mai á em chỉ đi làm chứ? Đi chứ, không đi làm rồi tiền đâu còn xài. Thôi anh về ngủ ngon nha. Em vô ngủ trước đi rồi anh về. Bạn em ra rồi kìa, anh đi về đi. Về trước nha. Dạ. Tùng, phụ đỡ vô với Tùng. Đi khuya khổng xỉn nữa. Thôi đã không mở cửa cho vô là đúng rồi đó. Cảm ơn bạn Hiền đã mở cửa giùm nha. Không. Mày đang làm trò gì vậy? Mày đi đâu tới giờ này mày mới về? Tao đi làm giùm mày mà. Đi làm cho tao? Tại sao tới giờ này? Thì tao làm xong rồi cái tao đi chơi với mấy người bạn. Rượu. Tao uống rượu rồi có liên quan gì tới mày không? Không. Tất nhiên là không. Không liên quan hỏi làm cái gì? Tao thấy chướng tay gây mắt của tao hỏi. Tao nói với tao không có hỏi mày. Chướng tay thì đừng xuống đây. Xin lỗi mày nha. Con người bộ bạc như mày á, gọi điện con Mai nửa đêm nửa hôm tao tưởng có chuyện gì nên tao mới xuống thôi. Chứ còn mày hả? Có sao làm sao ngoài đường tao đi ngang qua tao còn không có ghé lại không? Vậy là làm sao? Hai má thích bây giờ nè. Vô đi. Lo cho ông Mai hay tò mò về tao? Tao đâu rảnh. Mày thấy chưa? Tao nói cho mày biết nha. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Con người bộ bạc suốt đời cũng chỉ là bộ bạc thôi. Ra mở cửa nửa đêm nửa hôm không tiếng cảm ơn. Nói giận thì ghét. Chứ không lẽ để cho nó ngoài đường cả đêm. Mày muốn làm gì mày làm. Tụi bay, mấy đứa mình á sắp thi cuối học kỳ rồi, cho nên ráng đi học đừng bỏ nha. Đúng rồi, mấy bữa nay là quan trọng nhất á, phải đi học để còn ôn thi nữa chứ. Tao đi học trước nha Mai. Coi rồi thu xếp đi về anh bển đi đó. Mày nói thiệt tao nghe coi, hôm qua mày đi đâu hả? Qua tao đi với mấy đứa bạn. Đi với bạn bè gì mà khuya lắc khuya lơ mới về vậy? Con gái đừng có đi đêm đi hơn mà vậy.